Chào cô chú anh chị em nhé, trở lại với kênh YouTube máy dầu Dương ha. Hôm nay lên cho anh em con EG100. Thì máy này là bao zin cho anh em 100% ha. Nhưng mà nói trước anh em là cái mặt này hơi chóc chóc nước sơn, thì em có trà em sơn lại cái mặt này thôi nha. Để nguyên suy dày sơn cái mặt này ha. Còn nữa là nguyên zin 100% anh em nhé. Nè. Con này là Kubota EG100. Công suất của nó thì nó 13 14 HP vậy đó ha. Đặc biệt hơn là nó có máy có đề anh em nhé. Máy có đề, cái này đang kéo cái cục phát hàn anh em nhé. Cái này là anh em là xài công trình nhưng xài cục phát hàn này được ha. Đó. Cục phát hàn này xài que hàn 3 ly rưỡi 4 ly là ok ha. Bao cho anh em. Ngoài ra nó còn một chức năng là phát ra điện 110 thôi anh em, không phải điện 220 nha, điện 110 ha. Con này đã kiểm tra vệ sinh sạch sẽ, nó nổ rất là ok đó. Thì anh em nào muốn mua cục hàn em bán cục hàn, mà anh em nào muốn mua đầu máy thì em cắt đầu máy xuống ha. Máy thì đề cái là nổ nút cho anh em xem một cái tời điện nha. Tời điện này là tời điện của Nhật anh em nhé, hàng Nhật bãi nha, nó nặng lắm ha. Đấy, đồ móc keo này, tời điện nha, đầu là cuốn cáp này. Đấy, hiện tại cái cấp gin của nó là được 20m cái gì này, 28m nha. Còn anh em nào muốn về xài 50m như là cuốn bình thường anh em ha, thay dây là cuốn 50m bình thường ha. Đấy, đây là xài điện 110 anh em nhé, điện 110 này ha. Đấy, cái này cái số ký nó đâu em không biết, để em coi coi. 28m, cái này kéo 100kg anh em này, 100 này, 100kg ha. 100kg là kéo được 2 bao xi măng ha anh em. Anh em làm xài mà để kéo xi măng á, kéo một lần được 2 bao, 100kg ha, tời điện nha, 100kg ha, 100kg ha, cái này xài điện 110 ha. Đấy, em sẽ test cho anh em. Quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp gặp Dương ha. Cái là cái tay điện, tay điện của Nhật anh em nhé, hàng của Nhật bại nha, điện 110. Thì như cái này anh em mà xài hai điện 220 thì quấn nó lại này ha, cho thợ điện cỡ quấn nó lại còn xài được ha, 220.
Còn con máy này thì mặt cam nó hơi chóc chóc nhưng mà mặt trong này đẹp lắm anh em nhé. Đấy, đề điệp đó mới được còn đây. Dòng chữ Kubota còn nguyên xi ha. Đấy. Thùng nước, thùng dầu em bao ok cho anh em ha. Đấy, thùng nước rồi. Con này Kubota EG100. Đấy. Thì hàng hôm qua đến giờ về được con nào thì em bán gọi là bán sạch bách hết trơn rồi. Chỉ còn là ba hàng cũ ha. Rồi, lên cho anh em một con này Kubota E55 chuỗi này ha. Máy thì đảm bảo chất lượng nha anh em nha. Đấy. Một con. Con này nữa, con này là con này E4 giật này. Rồi mấy con này con máy nước rẻ tiền 4 triệu con nè. Dân ma. Tiếp tục con này là con Kubota này EG912 này. Con này là 912 em nha. Công suất nó là 12 ngựa nè. Chạy ngang ngựa mạnh hơn cái đầu D12 Trung Quốc chút xíu thôi. Đấy. Thì anh em nào cần thì quan tâm cứ liên hệ này ha. Zin 100% ha. Đấy. Kubota G75 này. Đấy. NS50, NS70 bây giờ ha. Đấy. Anh em nào cần cái gì thì cứ liên hệ trực tiếp gặp Dương ha. Địa chỉ 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Đấy. Oxy hải sản này, hàng Nhật Bản ha. Thì anh em nào cần cứ liên hệ này. Hàng hải sản còn ha, hàng Nhật Bản mới cũ có ha. Cái cụ ở đây là cụ Nhật Bản về Việt Nam chưa xài anh em nhé, không phải là cụ mà dân ở đây xài rồi bán lại, không bán cái đó anh em nhé. Đấy. Mấy cái này là mấy cái ba lan anh em ha, ba lan kéo tay, ba lan lắp tay nè. Em xài này, đấy, còn tem thì cái gì này, rất là đẹp nha. Mấy cây này là mấy con chạy trên chữ Y ha, mấy con chạy trên chữ Y này, 1,5 tấn, 5 tấn đều có ha, 2 tấn ha. Mấy cái Y này chạy Y tức, Y 8 phân, Y tức mấy cũng chạy được hết trơn á. Các bạn là mình tăng đưa đây anh em, chỉnh tăng đưa ha, nó có tăng đưa ha. Nới rộng ra, nới hẹp vô, đấy. Đây có một cái 912 con này em bán rồi ha. Con này em bán về Xuân Hòa. Xuân Hòa ở cái sách Đồng Na Sóc Trăng này. Con này là giao rồi ha. Thì hàng hôm nay anh em nào mua con nào thì em đã đóng hàng cho anh em rồi nha. Anh em nào cần cái gì cái liên hệ trực tiếp ha. Máy thì EG100 này. Con này anh em nào chạy phát điện vô cần chạy đề vô ok. Tầm 10 kg là chạy khỏi suy nghĩ nha. Nó có bô anh em nha. Bô này. Nó có bô đây anh em này. Cái bô của nó dài vậy nè. Thấy chưa. Đấy. Bô ấm luôn này. Đấy. Em tháo ra cho gọn em bỏ đây này ha. Anh em nào cần cứ liên hệ trực tiếp gặp em ha. Rồi chào anh em nha.